Nếu bạn đang gặp vấn đề về đau lưng, đau cột sống và cảm thấy rất là khó chịu thì đây là bài tập dành cho bạn. Bài tập chữa đau lưng ngay tức thì chỉ với những bài tập đơn giản. Bạn có thể tập ngay tại nhà, ngay trên giường, giúp cho bạn có thể chữa lành cột sống và giúp cho bạn chữa ngay đau lưng tức thì. Nào, trở về thảm và chúng ta cùng luyện tập bạn nhé. Hãy nhớ bí mật ở phía cuối video. Nào, chúng ta hãy trở về trong tư thế em bé. Từ đây, bạn vươn dài hai tay về phía trước, duỗi dài các đốt sống, mềm vai, hông và lưng trở về thẳm. Mềm hơn nữa, các đốt sống vùng lưng dưới. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống và đáy thắt lưng. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, bạn thở hết ra. Hai lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, nhả cơ, thả lỏng các đốt sống. Một lần nữa, hít sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận sự thư giãn và tha lòng. Từ đây, bạn đưa thân người trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Nhấn một lực về bàn tay, bạn đẩy lên vai. Từ lực ở vai, bạn đẩy xuống hông, duỗi dài cột sống, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn. Thật chậm, hít vào, bạn quặn xương cột hướng lên, chũng thắt lưng, sút rốn, mềm vai, duỗi ngực, kỳ vai xa tai. Cảm nhận cột sống và đáy thắt lưng được kéo giãn. Thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống thảm, quận tròn lưng, tha lòng đỉnh đầu. Quan sát cột sống và các đốt sống được kéo giãn. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết đi nào. Một lần nữa, hít thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Từ đây, bạn đưa lưng trở về thẳng, nhấn một lực về bàn tay, hít vào, bạn bước chân phải sang bên phải, sao cho gót chân phải thẳng hàng với đầu gối chân trái, các ngón chân hướng lên trên. Như này. Thở ra, chúng ta nhấn một lực về tay trái, đẩy lên vai. Hít thật sâu, bạn vươn cánh tay phải, nâng lên, mở ngực phải. Từ từ thở ra, luồn tay phải qua nách trái. Hít hai, lướt tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra, luồn sâu tay phải qua nách trái. Hít ba, lướt tay phải, nâng lên. Và thật chậm, thở ra, luồn tay phải qua nách trái. Từ đây, hít vào, bạn thu tay phải trở về thảm. Thở ra, bạn thu chân phải trở về.
chúng ta đổi chân, bước chân trái dang ngang, rồi thẳng gối trái, gót chân trái và đầu gối chân phải, nhấn một lực về tay phải, đẩy lên vai. Từ đây, hít vào bạn lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Rất dễ chịu. Hít hai lướt tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Một lần nữa hít vào lướt tay trái, nâng lên. Mềm mại thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Từ đây, bạn thu tay trái trở về thảm, thu chân trái trở về, rồi chống hai bàn chân, rồi nâng gối, bước hai chân, tiến về gần hai bàn tay. Từ đây, hít thật sâu, bạn nâng nửa thân người, duỗi dài các đốt sống. Từ từ thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hít hai, nâng nửa thân người, hai tay ngang gối, duỗi dài các đốt sống. Từ từ thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Một lần nữa hít thật sâu, nâng nửa thân người, duỗi dài lưng, quận nhẹ xương cụt mềm vai. Từ từ thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm chồng gối, hai tay nắm lấy hai củi trỏ. Từ đây bạn đưa người qua bên trái, qua bên phải, qua trái, từ từ qua phải, qua trái và qua phải. Từ đây hít vào trở về giữa, thở ra bạn tách hai tay hạ xuống thảm, tách hai chân, tách sang hai bên, gót chân hướng vào trong, mũi chân hướng ra ngoài, và bạn hạ trọng tâm xuống, cuộn xương cột xuống thảm, hai tay chắp lại trước ngực trong tư thế Malasana, hai củi trỏ đẩy hai gối sang hai bên, cuộn mềm xương cột, mềm vai, cổ, thả lỏng, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn vùng khung chậu và khớp háng, quan sát vùng lưng dưới được kéo giãn. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng. Và từ đây bạn tách hai tay, hạ chìm mông xuống thảm, duỗi gối chân trái về phía trước, bước chân phải qua cạnh ngoài gối trái, đẩy thẳng cột sống lưng, dựng cổ chân trái lên, hai tay đưa sang ngang. Hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, xoay người qua bên phải, củi trỏ trái cài qua đầu gối phải, đưa bàn tay trái đặt vào mông phải, thở ra đưa tay phải ra phía sau, xoay cằm hướng vai phải, mềm vai phải xuống, quan sát toàn bộ vùng lưng, vùng hông và đặc biệt là đáy thắt lưng đang được kéo giãn. Chúng ta có thể vươn dài lưng, mềm vai. Từ đây hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, chữa lành cho các đốt sống, cảm nhận các cơ được liên kết, các đốt sống được kết nối. Một hơi thở nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn từ từ thả lỏng, cuộn chìm hông xuống. Từ đây hai tay vươn lên, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, thở ra thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Chúng ta cùng đổi bên, duỗi gối chân phải,
co gối trái của bạn lại thẳng lưng, bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, hai tay sang ngang. Hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, xoay người qua bên trái, cài cùi chỏ tay phải vào gối trái, đưa bàn tay phải ôm vào mông trái, thở ra đưa tay trái ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái, dựng cổ chân phải, quan sát toàn bộ vùng lưng, vùng hông đang được kéo giãn. Từ đây nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Nhả các cơ, thả lỏng cánh tay, bàn tay, thả lỏng các đốt sống. Một lần nữa, hít thật sâu, nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng các đốt sống vùng lưng, các dải cơ xung quanh vùng lưng. Từ đây, hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay, nâng thân người trở lại. Từ từ thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Chúng ta thu chân trái trở về. Từ đây bạn hạ lưng trở về thảm. Rồi, có thể co hai gối của bạn lại, trở về trong tư thế cây cầu. Hai tay buông xuôi theo thân. Có thể đưa gót chân sát về mông. Nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng hông, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, quan sát sự căng giãn. Từ từ thở ra, hạ mềm từng đốt sống, thu hai tay trở về thảm, thả lỏng hông, lưng, vai. Lần hai, hít vào thật sâu, từ từ di chuyển các đốt sống, vươn cánh tay, đẩy hông của bạn nâng lên. Chậm chậm thở ra, hạ mềm từng đốt sống, thả mềm các cơ, thu hai tay trở về thảm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít vào thật sâu, di chuyển cơ thể, cảm nhận sự di chuyển dẻo dai của các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng hông, lưng và hạ mềm xuống thảm. Từ đây, duỗi gối chân phải, hít thật sâu, bạn co chân trái, hai tay đan vào nhau, ôm gối trái. Thở ra kéo gối trái hướng về ngực, nhấc đầu, nhấc vai, mềm lưng, khép cằm thu về cổ. Thở hết ra, kéo giãn các đốt sống, mềm toàn bộ các cơ vùng hông, lưng, vai. Quan sát sự kéo giãn, nhẹ nhàng hít thật sâu, nới lỏng chân trái. Mềm mại thở ra, kéo gối trái hướng về ngực. Hai lần nữa, hít sâu, nới lỏng chân trái. Và từ từ thở ra, kéo gối trái hướng về ngực. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Từ đây, nới lỏng hai tay, hít vào, bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, xoay người qua bên phải, thở ra nâng hông phải sang bên trái, rồi từ từ xoay cằm hướng vai trái, quan sát cột sống lưng được vặn xoắn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận các đốt sống đang được thư giãn và thả lỏng. Cảm nhận sự kết nối giữa các đốt sống, giữa các cơ. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa,
Hít vào thật sâu. Từ từ thả lỏng ra thật chậm, thật chậm. Thở hết vào. Sau một vài nhịp, từ đây thật chậm, hít vào bạn thu chân trái trở về thẳng. Thở ra, bạn duỗi gối trái, co gối phải, hai tay đan vào nhau, thở hết ra, kéo gối phải hướng về ngực, nhấc đầu, nhấc vai, quặn xương cột xuống thảm, khép cằm lại. Quan sát các cơ vùng lưng đang được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít sâu nới lỏng chân phải. Từ từ thở ra kéo gối phải hướng về ngực. Quan sát các đốt sống vùng lưng được giãn mềm trên thảm. Một lần nữa hít sâu nới lỏng chân trái. Từ từ thở ra kéo gối trái hướng về ngực. Khép cằm lại. Thở đều và thư giãn, thả lỏng các cơ, các đốt sống mềm sâu hai vai. Từ từ nới lỏng hai tay, hít vào bạn bước chân phải qua cạnh ngoài gối trái, xoay người qua bên trái, từ từ nâng hông đưa sang bên phải, xoay cằm hướng vai phải, thở ra. Bạn thả lỏng cổ gáy mềm hơn nữa, vai hông, lưng dưới và toàn bộ vùng đáy thắt lưng đang được kéo giãn. Quan sát và thả lỏng, cảm nhận và ghi nhận sự thư giãn này. Trở về với hơi thở sâu và chậm, êm và nhẹ. Hít vào thật sâu. Khí và oxy tươi trải dài khắp đáy thắt lưng, cắt dài tấm lưng. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả mềm các bó cơ. Một lần nữa hít vào thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Từ đây hít thở điều hòa, thư giãn toàn bộ cột sống, vai, hông, lưng và toàn bộ đáy thắt lưng. Nhẹ nhàng hít vào, bạn thu chân phải trở về thảm. Thở ra, chúng ta duỗi hai chân, rồi hai tay đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi, duỗi lưng, thả mềm hai tay, buông xuôi theo thân, thả mềm cơ thể. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm, tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ các đốt sống vùng lưng dưới, lưng giữa, thử nhả mềm các cơ xung quanh hông và lưng. Bạn cảm nhận sự thư giãn và thả lỏng ngay lúc này. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những làn sóng đang lăn tăn trôi trên mặt nước.
Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn, quan sát và cảm nhận cột sống vùng lưng thật thư giãn, thả lỏng. Từ đây bạn co nhẹ hai gối lại, rồi từ từ nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Như đã hứa thì Giang sẽ tiết lộ với bạn thêm một bí mật nữa giúp bạn có thể chữa đau lưng ngay tức thì một cách hiệu quả. Sau khi tập bài tập này, nếu bạn cảm thấy cơ thể của mình nóng lên và sức của mình tiếp tục tập được, hãy quay trở lại tập thêm một vòng nữa. Chắc chắn cuộc sống của bạn rất biết ơn bạn, và nhớ chia sẻ video này tới thật nhiều người. Tại Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.